bạc hiếc. Gì? Hết hổ gì à? Ông làm gì vậy? Cái nhà này nè, có người hăng, chứ không phải nhà ma ha. Người nè, người không nè, mà không ai nói chuyện với ai hết á. Rồi ôm cái điện thoại nè. Khùng hả? Khùng hả? Cái ông này, ông khùng thì có. Bây giờ thời buổi công nghệ thông tin rồi, mình phải cập nhật, mình mới theo kịp người ta. Mời ba. Thôi mình lạc hậu, hiểu chưa? Thiệt tình. Lạc hậu cái gì? Giờ đây sao mà không thấy nó về nữa kìa. Mày. Dạ. Ba kia đâu rồi, giờ này không thấy nó. Đi hoài không rày, không thấy nó đi đâu mấy ngày nay vậy? Con đâu có biết. Ủa, ổng đâu phải con nít đâu. Con đâu có giữ ổng đâu, ba hỏi con. Hay quá. Thôi nha, mày đừng có tưởng là ba không biết nha. Nó đâu? Thì ổng làm việc không hiệu quả, lười biếng nên con đuổi rồi. Khách hàng mắng vốn quá chừng luôn đó, ba có biết không? Thôi, đừng có nghĩ biển mà. Ba không có thấy khách hàng nào chửi đó chứ. Thì con phải đuổi trước khi khách hàng mắng vốn mình chứ. Bà có biết là để khách hàng mà người ta la, người ta mắng vốn là cửa tiệm của mình bị ảnh hưởng không? Nên con phải đuổi trước. Có mỗi cái chuyện đi giao hàng thôi mà cũng giao trễ cho bằng được à. Nè, nè, nó không biết được. Nhiều khi á, cái bản chất con người của nó là siêng năng, bà biết. Nhưng mà nhiều khi đi đường á, rồi kẹt xe, rồi kẹt đường, thấy không? Nó mới lên chừng ướt chừng ráo, đường xá nó chưa biết. Nhiều khi nó không biết đường. Phải thông cảm cho nó chứ sao khó khăn nó là sao con? Mà tôi thấy con Mai làm mẹ cũng đúng, có gì đâu mà ông la con nhỏ. Trời ơi, cái người mà đi làm mới cho người ta thì phải đúng giờ đúng giấc chứ. Còn cái chuyện mà kẹt đường kẹt xá thì phải biết và tự xử lý chứ. Đừng có đổ thừa, mệt quá à. Nè 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 nè, nó đâu phải là cảnh sát giao thông đâu mà kẹt đường nó dẹp đường được hả? Trời ơi, biết như vậy thì đi sớm đi. Thí dụ hẹn 4 giờ thì 2 giờ mình đi đi. Mình tranh thủ đi khỏi kẹt xe kẹt cổ, tự mình hết trơn á. Tôi nói thiệt á, đây là chỗ làm, tôi chỉ nhận người vô đây làm siêng năng, chứ phải đây là chỗ từ thiện. Nhận cái đứa làm biếng vô rồi hở chút rồi đổ thừa, không được thì như đó, vậy. Thì đó. Có cái gì? Thì bà. Kìa. Bà, về rồi đó. Trời đất ơi. Linh quá à. Chắc chết còn linh dữ lắm luôn á. Cục cưng của ông về đó. Sẵn đây tôi nói cho bà biết, ở đây á, nhà có người có chủ đàng hoàng ha, chứ phải nhà quan chết chủ. Đi đâu cũng làm ơn thông báo cho người ta một tiếng đi, để người ta ở nhà ta khỏi trong, khỏi ngóng. Trời đất ơi, mệt quá đi. Đã cho ở nhờ rồi, bây giờ phải dòm ngó nữa. Đi chừng nào về, thiệt mệt quá đi. Thì đó. Thôi bà đừng có nói nữa, tội nghiệp ta bà ơi. Dạ, con xin lỗi cô chú, tại con có việc riêng cho nên con về trễ. Thôi, được rồi, không sao hết. Bây giờ nè, con vô tắm rửa thay đồ rồi ăn tối đi hả? Dạ, con xin phép. Lo quá, tôi đói nè. Ông có hỏi tôi đói, ông dọn cơm tôi ăn không? Mà ông lo cho nó. Bà mập quá, đói không có thấy. Nhưng thật ốm, đói thì thấy. Nó mà ốm hả? Thì đó.